Phan Đình Trạc xông pha trận mạc để mà lót đường cho Huệ. Thông tin nội bộ dò dỉ cho biết ông Phan Đình Trạc sẽ thay ông Tô Lâm ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an sau khi ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước. Nếu đây là sự thật thì có thể xem là thắng lợi của phe Nghệ An chứ không phải là thắng lợi cho cá nhân Phan Đình Trạc. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Ông Tô Lâm nhất quyết hạ Võ Văn Thưởng để vào tứ trụ cũng vì ông muốn tránh né đi cái quy định về giới hạn tuổi trong Bộ Chính trị. Ông Tô Lâm năm nay đã 67 tuổi, nếu ngồi lại ghế Bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ thì ông đã 69 tuổi, lúc đó ông buộc phải rút khỏi chính trường bởi giới hạn tuổi để ở lại Bộ Chính trị là không quá 65. Thông tin dò dỉ cho biết ông Phan Đình Trạc sẽ nắm Bộ Công an. Ông Trạc nay cũng đã 66 tuổi, đến năm 2026 ông Trạc cũng sẽ 68 tuổi. Như vậy, đến Đại hội 14, ông Trạc cũng đã quá tuổi để được ở lại Bộ Chính trị, trong khi suất đặc biệt chỉ dành cho những nhân vật trong tứ trụ, không dành cho những ủy viên Bộ Chính trị khác. Như vậy, dù có nắm được Bộ Công an, thì ông Phan Đình Trạc cũng không thể ở lại Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ tới, trừ trường hợp ông làm phản một lần nữa để lật Tô Lâm như Tô Lâm đã lật Võ Văn Thưởng. Tình hình hiện nay rất căng thẳng, ông Tô Lâm đang đòi hỏi quá nhiều cho phe nhóm Hưng Yên của ông. Ông vừa muốn ngồi ghế Chủ tịch nước, vừa muốn ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an, còn cả ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương, do đó phe Nghệ An không thể khoanh tay đứng nhìn. Và Phan Đình Trạc buộc phải nhảy ra tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an như là cách để chặn đứng đà tiến của Tô Lâm. Khi làm cho Tô Lâm yếu đi thì điều đó cũng có nghĩa là phe Nghệ An được an toàn, trong đó ông Vương Đình Huệ là người được hưởng lợi rất lớn. Như vậy, việc Phan Đình Trạc nhảy vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an chỉ với mục đích lót đường cho Vương Đình Huệ, chứ không phải để cho bản thân ông ta tìm quyền lợi chính trị ở mầm tứ trụ. Vương Đình Huệ bằng tuổi Tô Lâm, nhưng ông Huệ thuộc hàng tứ trụ nên hoàn toàn có thể được hưởng suất đặc biệt ở đại hội lần thứ 14 sau hơn một năm nữa. Nếu Phan Đình Trạc làm Bộ trưởng Bộ Công an, người hưởng lợi nhiều nhất là ông Vương Đình Huệ. Nhảy vào Bộ Công an, nhiệm vụ của Phan Đình Trạc rất nặng nề và khó khăn. Với 8 năm xây dựng vây cánh trong Bộ Công an, Tô Lâm đã tạo ra một bộ khung đủ tốt để hậu thuẫn cho ông. Do đó, ông mới dám tạo phản. Bởi một khi đã tạo phản là sẽ không còn đường để lùi, mà Bộ Công an chính là chỗ dựa lớn nhất của ông và gia đình được an toàn. Cho nên Tô Lâm đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Phe ủng hộ Tô Lâm, ngoài hai nhân vật bề nổi là Thượng tướng Thứ trưởng Lương Tăng Quang và Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, thì chỉ còn 63 giám đốc công an của 63 tỉnh thành. Có thể phe Nghệ An sẽ dùng áp lực từ Bộ Chính trị để đẩy Nguyễn Duy Ngọc ra khỏi Bộ Công an, nhưng không thể đẩy hết 63 ông giám đốc công an tỉnh được. Trong hơn một năm ngồi tạm ghế Bộ trưởng, Phan Đình Trạc cũng khó có thể chạm hết số tướng tá này. Hơn nữa, con trai ông Tô Lâm là Thượng tá Tô Long vẫn còn tại vị ở ghế Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại A01. Ông Tô Lâm phải bố trí vây cánh để khi ông rời bộ, con ông vẫn an toàn. Cho nên, sau khi ông Trạc nhảy vào Bộ Công an, thì ông phải rất vất vả để hạn chế sức mạnh của phe Hưng Yên. Nếu ông Trạc thành công, thì người được hưởng lợi lại là Vương Đình Huệ. Hơn nữa, Bộ Công an là nơi có thể gây dựng quyền lực cứng nên phe nào cũng muốn nắm giữ lấy nó. Vì vậy, ông Phan Đình Trạc nếu ngồi vào ghế Bộ trưởng cũng sẽ không được yên với các phe phái khác trong đảng. Họ cũng sẽ tìm cách này hay cách khác để kéo ông xuống cho bằng được. Không biết ông Trạc có tính nước sở gì đi riêng cho ông hay không. Chẳng hạn khi nắm được ghế Bộ trưởng, ông làm liều giật luôn ghế Chủ tịch nước để nhảy vào tứ trụ hay không. Nếu ông Trạc có tham vọng quyền lực thì chỉ còn cách đó mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Phan Đình Trạc xông pha trận mạc để mà lót đường cho Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Bên trong làm phản,
bên ngoài cầu viện, liệu Tô có giật được ngài hay không? Những ngày qua, chính trường Việt Nam tràn ngập những tin tức bình luận về việc Tô Lâm làm loạn, chiếm ngôi cao nhất trong tứ trụ. Tuy nhiên, Tô Lâm không chỉ tập trung vào việc tranh giành bên trong nội bộ, mà còn tìm kiếm hậu thuẫn từ bên ngoài. Đấy là ông bạn vàng, Trung Quốc. Chính Nguyễn Phú Trọng cũng nhờ lấy lòng Bắc Kinh nên mới tạo được thanh thế lớn mạnh, rồi lại tiến hành thanh trừng nội bộ để độc chiếm ghế tổng bí thư suốt 3 nhiệm kỳ. Con đường đến với quyền lực và cách giữ ngai của ông Trọng khiến người dân phản đối vì xích lại quá gần Bắc Kinh, nhưng đó là công thức tạo ra thành công của ông. Về đối nội, ông nắm chắc Bộ Công an. Về đối ngoại, ông thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt là với Tập Cận Bình. Công thức này đã được những người lăm le ghế tổng bí thư copy y như hệt. Trong đó, Tô Lâm thể hiện rõ nét nhất. Hiện nay, ông Trọng đã già yếu. Dù ông có muốn tiếp tục ôm ghế quyền lực, nhưng sức cùng lực tận, ông đã không còn đủ khả năng nữa rồi. Dù Tập Cận Bình có cảm tình với Nguyễn Phú Trọng đến mấy, thì ông ta cũng phải chuẩn bị phương án thay thế cho Nguyễn Phú Trọng. Cả phương án ông Trọng sẽ ra đi giữa nhiệm kỳ hay rời ghế cuối nhiệm kỳ. Lâu nay Trung Quốc vẫn xem Việt Nam là vùng đệm cả về kinh tế lẫn chính trị, cho nên thế lực chính trị nào chịu thuần phục thì thế lực đó sẽ được Bắc Kinh ủng hộ. Trước khi ra tay với Võ Văn Thưởng thì Tô Lâm cũng đã chuẩn bị bước đi đối ngoại cho chính mình. Ông Tô Lâm gặp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 1, ông Tô Lâm đã tiếp ông Trần Tư Nguyên, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc đến thăm Việt Nam. Về vai vế, Tô Lâm không thể gặp Tập Cận Bình. Ông chỉ có thể gặp những người có cấp bậc tương trong Bộ Công an Trung Quốc. Thông qua những người này, Tô Lâm gián tiếp bày tỏ sự phục vụ và quy phục của mình với Bắc Triều và Tập Hoàng đế. Trong cuộc gặp với ông Trần Tư Nguyên, Tô Lâm vẫn lặp đi lặp lại những ngôn từ giáo điều cộng sản, chẳng khác gì những gì ông Trọng cũng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trước đây. Vẫn dùng dây thòng lọng chủ nghĩa xã hội để mà tự thắt cổ của mình để làm Trung Quốc hài lòng. Tô Lâm đã nói như sau. Đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, tăng cường trao đổi về các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn xã hội, qua đó bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh với các hoạt động của các tổ chức lợi dụng tôn giáo, dân tộc, chống đảng, nhà nước, phá hoại đoàn kết quan hệ Việt Nam, Trung Quốc, v.v. Ông Tô Lâm gặp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng. Ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9. Đây được xem là hành động nắm bắt thời cơ của Tô Lâm. Không ai sốt ruột về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam bằng Tập Cận Bình, bởi Trung Quốc vẫn luôn muốn lưu ý về ngoại giao Việt Nam và Mỹ. Chính vì thế, cứ mỗi lần mời Tổng thống Mỹ sang Việt Nam, thì Nguyễn Phú Trọng lại phải cử người sang Bắc Kinh để thanh minh với họ. Lần này, Biden vừa bước chân lên máy bay về nước, thì lập tức Tô Lâm phải chạy sang Trung Quốc. Sự nhanh nhẩu này để làm gì nếu không phải là vuốt giận Bắc Kinh và mong được chiếu cố cho bản thân? Việc cầu viện Bắc Kinh cũng đã được Tô Lâm chuẩn bị kỹ và tranh thủ trước các đối thủ khác. Như vậy, chỉ cần Bắc Kinh gật đầu thì Tô Lâm có thể rất được nhiều lợi thế. Được Bắc Kinh ủng hộ còn quan trọng hơn Tổng Bí Thư ủng hộ. Tuy nhiên, Tập có ủng hộ Tô hay không thì vẫn chưa biết rõ. Phim còn dài, vẫn cần thời gian để theo dõi đến hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bên trong làm phản, bên ngoài cầu viện, liệu Tô có giật được ngài hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de